Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mọi người, tôi là Phong Cận, là một học sinh nghèo. Và để có thể cứu được cha tôi đã làm một việc có lỗi với mọi người. Tôi xin lỗi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và kế bên cạnh của mình, đó chính là Sammy, xấu gái nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Đồ vô duyên, tôi ông là đẹp trai thì trở thành tôi xấu gái vậy, vô duyên vậy. Thôi được rồi, đây là Sammy dễ thương nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft nha bạn. Đó, chịu chưa? Ok chưa? Chính. Ok được rồi đó, chính xác rồi đó, nghe nó okay. Hợp lý liền luôn á. Thì ngày hôm nay nè bạn ơi, mình đã mời Sammy vào trong đây để gọi là chơi chung với mình một cái mini game mấy bạn ơi. Và như anh em cũng đã đọc tiêu đề rồi thì chắc các bạn cũng biết video hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì vậy đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với mini game Death Run nha mọi người nha. Và hình phạt dành cho người thua cuộc trong cái mini game này đó chính là gì? Thì các bạn đọc tiêu đề chắc các bạn cũng biết rồi đúng không? Và hình phạt dành cho người thua cuộc đó các bạn, đó chính là sẽ bị úp kem vào trong mặt nha các bạn nha. Đó. Trời ơi, úp một phát là cho cái mặt trắng xóa luôn á Phong ơi. Đúng rồi. Ủa, mặt mệt nghỉ. Bởi vậy á bạn nhớ không? Thì cách đây 2 năm trước các bạn thì chắc bạn cũng nhớ rằng mình đã từng làm một cái video, đó chính là ai thua sẽ bị úp bánh kem vào trong mặt đó, các bạn nhớ không? Và cái video đó mình đã là người thua cuộc. Và mình đã bị Sammy úp bánh kem vào trong mặt. Mình rất là buồn luôn, cho nên ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ báo thù mấy bạn ơi. Đó, mình sẽ trả thù lần Sammy này nha. Mình sẽ bị úp bánh kem mạnh hơn nữa. Ok, được rồi, cứ gáy đi để xem coi ai sẽ là người bị úp bánh kem đây. Rồi ok, chúng ta không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau video thử thách khán giả bạn nha. Let's go. Rồi thì bây giờ ở bên đây có cái phần là người chơi nè, là cái người chạy nè và người tấn công nè, thì Sammy chọn bên nào? Ôi à, tôi chọn là người thôi người chạy đi. Tôi ok chạy nhanh lắm, tôi chọn rồi chạy nữa. Vậy cho Sam chạy nha. Ok, vậy Phong sẽ là người tấn công. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau bấm vào nút bắt đầu và để xem coi ai sẽ là người thua cuộc đây. Rồi ok. Và chúng ta đã cùng nhau đến với map đầu tiên, đó chính là map thủy cung mấy bạn ơi. Thì ở bên đây bạn thấy là Sammy đang ở bên đây nè, còn mình thì ở bên đây nè. Nhiệm vụ của mình á là mình sẽ phải tấn công Sammy bằng những cái bẫy. Mình sẽ bấm vô những cái nút này nè, nó sẽ tạo những cái bẫy nha các bạn nha, và nó sẽ tiêu diệt Sammy. Và nếu như Sammy vượt qua hết cái bẫy của mình thì coi như mình sẽ thua. Quên mất, vẫn sẽ vượt qua được nha, nhưng mà để xem coi người nào gọi là chết nhiều hơn thì người đó sẽ thua nha các bạn nha. Ok. Rồi, Sammy sẵn sàng chưa Sam? Sẵn sàng rồi, nhanh lên đi, tôi đi phát qua liền. Trời ơi, mấy cái bẫy okay, này bạn cho mấy nâng nít. Wow, bẫy dành cho mấy đứa nít hả? Ok bạn, rồi tôi mở phòng nè. Ôi. 3 2 1. Đi. Qua đi Sam. Qua đi Sam. Cái bẫy này bẫy gì ta? Bẫy gì ta? Ôi. Qua đi Sam. Này thì qua nè. Chết chưa? Này thì qua nè. Chết chưa? Tôi chán mẹt nó thôi, cái gì mà chơi mà gian dữ vậy? Đó, vậy là Sammy bị một lần chết nha các bạn nha. Ok, bạn editor, bạn ghép giúp mình là Sammy bị một lần nha. Ôi kìa. Ôi, qua đây đi. Sao qua? Ủa gì qua sao vậy? Ủa chỗ đó sao qua ta? À, đây. Tôi bro quá. Bờ rồ á, tôi khóa lại luôn nè. Đó, có một con cá nóc kìa. Sam ơi, sau lưng Sam có con cá nóc kìa. Sợ quá, ui giời, cá nóc này. Mày sẽ ra coi, mày sẽ ra coi nha. Không chơi cắn nha. Ôi. Vậy là Sam ơi đã vượt qua mạng thứ hai rồi. Cay quá ta. Ok, rồi, tiếp. Mày làm gì ta, mày làm gì ta? Chơi gì đây? Bắt cua hả? Bắt cua hả Sam? Thề luôn, bây giờ tôi qua cái ông gặt chứ gì. Rồi, dễ không? Không có chuyện đó đâu. Ấy, rồi xong luôn, chết rồi. Leo, ấy cái gì vậy? Leo, ấy cái gì vậy? Trời ơi, bắt con cua được ơi, bắt này thì leo, rồi xong chết ba lần luôn, yeah. Anh ơi, anh bắt cua gì đâu, bắt cua gà dễ sợ chứ mọi người. Ê, quá. 4 lần nha. Đó, bạn thấy mình ghê chưa? 4 lần luôn nha, 4 lần luôn nha. Rồi. Hên thôi, cái này là do tôi xui thôi, hiểu không? Okay, cái này gì đây? Okay, nước lava hay gì? Cố lên, màn cuối rồi kìa. Nhanh lên. Quyến đi. Tôi không có dễ bấm nút gì đâu bạn ơi. Trời ơi. Lê, rồi về nhà
lần tôi cho trời ơi tức quá mấy bạn ơi. Rồi ok bạn ơi, vậy là Sammy đã vượt qua được cái map đầu tiên với 4 lần bị té nha các bạn nha. Ok và bây giờ tới lượt Phong nha. Rồi Phong sẽ vô trong tiên chạy vô. Ok rồi 3, 2, 1 vô luôn vô. Ui cái này được tăng tốc độ hả, hay vậy. Ok bạn ơi, Sammy là 4 lần đúng không, để coi Phong sẽ là mấy lần nha bạn. Rồi Sammy bắt đầu đi Sam. Rồi hơi không làm gì hơi hơi em còn lâu gì đó, vô rồi mà. Ôi, bắt được tôi nha Sam. Ok chạy cái này đâu rồi, à cái này mồi là trong nụ banh sắt trong mặt banh sắt ai. Ui bên này là mấy con cá nóc, bên này là mấy con cá nóc nó tấn công tôi. Ấy da ấy da ấy da. Rồi thua chưa, thua đi. Không thua được, không thua được, con cá nóc ra chỗ khác mày, chỗ khác chạy. E qua đường, qua đường rồi. Ấy da rồi ấy da. Tôi làm chết trơn rồi, để tôi qua ông làm được cái gì trong trò bắt cua này. Để coi cái trò gì. Hơi rồi hơi ai cái gì. Ôi trời ơi. Thế do ôi gì cây vậy, cần làm chết trơn á, đi bắt cua gà thấy bồ à. Cần gì đâu không phải ngồi uống múa. Cần gì đâu không phải ngồi uống múa. Ui ui còn lâu nha, tôi chỉ mới té có 2 lần thôi bạn ơi. Okay. Gì kỳ. Ê từ cái này chắc phải 3 lần. Không nhảy xuống. Tôi té có 2 lần thôi. Ờ ha, bùa ghê. Một chào như 2 lần đâu bạn ơi. Ê. Ê. Ơi. Ơi. Còn lâu, còn lâu nha Sam, còn lâu nha Sam. Trời ơi, ok bạn ơi. Okay. Vậy là mình đã vượt qua với 2 lần nha. Luôn à, cay quá, đồ chơi gian, cái đồ chơi gian. Rồi ok bạn ơi, và tổng kết màn 1 thì Phong đã vượt qua map với 2 lần bị té, còn Sammy là đã vượt qua map với 4 lần bị té nha. Vậy là Phong vẫn hơn 2 điểm mấy bạn ơi. Trời okay. Đất ơi. Rồi bây giờ tiếp màn số 3 nè, Sammy muốn chọn là Sammy bên nào. Qua anh kia, qua anh kia. Tức quá. Ok bạn, ok bạn. Bạn này tôi sẽ thắng. Ui rồi, okay. Đây bạn tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn ở trong gọi là ngục tù nha các bạn nha. Thì đây mình sẽ bắt đầu cho Sammy nè. Rồi ok qua đi Sam, qua đi Sam. Ui qua đi Sam, qua đi Sam. Ui làm gì vậy, làm gì vậy. Ê làm gì vậy. Ê trời ơi Sammy yeah, qua được rồi. Bro dân bro cái tức quá bạn ơi, tức quá. Cái này là gì đây qua à, cái điện cái ra đó chứ gì. Trời ơi qua đi, tôi không bấm nút đâu hứa. Vậy ông bấm nút làm cái gì? Ông phải làm gì tôi đâu, mà bấm nút qua. Ha, tôi mà bấm nút là tôi sẽ làm. Bấm nút là tôi sẽ làm. Ê, bây giờ chạy ơi, em trả lời đi. Trong lúc người ta đang nói, trong lúc người ta đang nói, chạy qua luôn vậy Trang Giang vậy bà nội. Kệ ông, chạy ai dẹp okay, nói chuyện đi. Ok, rồi tôi nói tiếp nè. Ok, thì trong lúc mà mình gọi là đang nói chuyện cái này á, thì Sammy chắc chắn sẽ chạy qua và mình sẽ cần bấm nút ấy. Trời ơi tức quá. Nhanh đi ôi bà vừa có được 2 map của mình luôn bạn ơi. Bà chạy nhanh quá, bà vừa có được 2 map của mình luôn bạn ơi, cay thiệt sự luôn á. Rồi tôi muốn nói chuyện tiếp nè, đó nhảy qua đi. Thông bấm nè. Thông bấm nè. Thông mình đấy ngu gì bấm. Sợ nhé. Mà cứ nhảy qua đi, yên tâm đi, tôi làm gì đâu. Mệt. Sammy nè. Mệt. Sammy nè. Rồi. Vẫn sẽ bị một lần các bạn ạ, vẫn sẽ bị một lần nha. Ủa sao gì cũ luôn nhở. Sammy không luôn điểm hồi sinh. Chết Sammy với tôi, chết Sammy với tôi. Chết Sammy với tôi nè. Chết Sammy với tôi, chết Sammy với tôi. Chết Sammy với tôi nè. Trời ơi. Không luôn điểm hồi sinh rồi, chết hai lần, chết hai lần. Hên đó, hên đó, hên đó, hên đó. Trời ơi. Mình bị lừa bạn ơi. Ok không sao, dù gì thì Sam cũng bị té 2 lần rồi nha. Mới 2 lần thôi. Ủa sao cái này lâu vậy. Chỉ qua luôn đi không sao đâu.
Ủa Liêm Liệu Sinh ở đâu? Có Lưu đâu? Lưu, để đây không có chữ Lưu. Không có chữ Lưu. Có chữ Lưu kìa mà không chịu Lưu. Đâu? Bên này nè. Không có. Có nút kìa ông nội. Nè bên này. Ê! Bà lừa tôi! Ui! Bà lừa tôi! Nè bên này. Ê! Bà lừa tôi! Ui! Bà lừa tôi! Ui! Chơi ăn gian. Chơi ăn gian bà lừa tôi. Ok rồi qua đi. Qua đi. Cho qua đi. Cho qua Lưu cái nút hồi sinh rồi thôi đi. Trời ơi. Không có nút hồi sinh. Chờ qua rồi đó. Rồi hứa nha. Hứa tôi đứng xa này thấy không. Ông kính 5 mét cho tôi. Tiếp cái đông chạy nè. Tới với cái cột mà... Nè đứng xa nè. Đứng xa ông lắm rồi đó. Ông mà nhấn nút ông sẽ bị ngại heo suốt đời. Yên tâm đi. Tôi đứng xa mà yên tâm đi. Nhấn lên. Oh no. Oh no. Trời ơi chưa. Cái đồ con người gian dối. Con người mà gian ăn gian nó dối mọi người ơi. Nhìn kìa cái khuôn mặt kìa. Xanh lẹ xanh lét như xì châm á. Này nhìn mặt ông lương lèo vậy. Đứng máy rồi. Tôi bị đứng máy rồi Sam ơi. Sao không? Thiệt đứng máy rồi. Tôi bị đứng máy rồi Sam ơi. Tức quá. Sao vẫn chưa qua được cái trời ơi. Chưa qua nè. Ê vẫn chưa qua được luôn hả? Cái gì vậy vậy? Thầy thì đứng máy. Trời ơi xào xạo. Ok trời gian. Tiếp đi. Cái này nút đỏ này là gì ta? Tức ghê luôn á. Như con người gì đâu á. Tiếp đi. Nếu như mọi người ông quay clip vậy. Ủa sao đuôi tôi có cái đuôi này không? Ông thấy sao mông tôi có cái đuôi này không? Ông thấy không? Không tôi không thấy. Vừa tôi thấy á. Qua đi nhanh lên. Có thời gian quá. Mệt quá. Này thì chết à. Bùm. Này thì chết à. Bùm. Trời ơi một phát bánh chanh luôn. Ôi, trời ơi không được. Tức quá. Núp tiếp, núp tiếp, núp tiếp. Lưu Điều Hồi Sinh. Ê, qua đây, qua đây. Chứ cái trò gì không à. Này, con tên này chứ gì. Thôi nè, tôi bấm luôn á cho bà qua đó, qua nhanh. Tôi cho rồi. Ôi, cái gì? Trời ơi. Sao ơi, vẫn té vậy? Vẫn, à, vẫn té, vẫn té nha. Ôi, ăn kìa. Ăn gan nè, ăn gan nè. Ăn gan nè, zombie đuổi nè. Đuổi nè, đuổi nè, đuổi nè. Ôi, cái gì? Ăn gian nè, ăn gian. Ăn gian nè, ăn gian. À chưa Lưu Điệu Hồi Sinh, chưa Lưu Điệu Hồi Sinh. À chết thêm lần nữa, chết hơi nhiều nha sao. Tức ghê luôn mọi người, tức ghê luôn. Ôi quá. Wait, wait, no. No. Oh no. Chị đâu vậy Phan? Chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. Thề luôn á mấy cái bẫy này. Trời ơi tiểu nổi tôi bọc cánh nó cũng không ra được. Chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. Nhảy qua đi, nhảy qua đi. Cái này nó chậm lắm nè, nhìn nè nó chậm như thế này nè, thấy không? Đó, nhưng mà không bị gì quá, vẫn bị thôi. Con lấy lại gì vậy? Con làm gì vậy? Tôi bấm cho bà qua nó, qua nhanh đi tôi. Trời giùm tôi qua luôn hả? Ê, tôi biết từ nãy giờ bà cũng chết nhiều lần rồi chứ mà cũng không thắng được đâu. Ủa trời ơi. Trời ơi, ngon qua đây được đi, nói chuyện với tôi. Ừ, một tí nữa tới lượt tôi chạy cho bà coi. Ơ Sam ơi, sao lưng Sam có gì kìa? Ôi, trời ơi, tức. Ơ Sam ơi, sao lưng Sam có gì kìa? Ôi, trời ơi, tức quá vậy mà không lừa được bà bạn ơi, tức thiệt. Ôi, cay thiệt sự. Nhảy qua đi. Nhảy qua đi sao? Nhảy qua đi. Nhảy qua đi. Nhảy kích nổ đúng không? Đúng rồi đó, nhưng mà phải cần có thời gian nó mới nổ. Nếu mà chạy nhanh qua được thì vẫn. Và chạy nhanh qua được thì vẫn. Không cần đâu, không cần đâu. Tôi nghĩ là cũng không cần lắm đâu. Nó chưa kịp nổ bà té. Núp núp núp. Ôi, núp chưa hiện ra nữa. Núp 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 núp. Núp hiện ra đi, núp ơi, hiện ra đi. Núp nó chưa hiện ra, không chưa nhảy qua đi nha, tí nữa té nè. What the hell? Ủa? Ờ tính là tôi chưa kịp bấm nút luôn sao? Ơi là trời. Lúc nó chưa hiện ra không chưa nhảy qua đi nha, tí nó té ra. Ủa. Ờ tính là tôi chưa kịp bấm nút luôn sao? Ơi là trời. Cửa anh Sam ơi, bây giờ Sam nhảy qua đi, Phong hứa không tôi không bấm nút đâu. Cửa anh Sam ơi, bây giờ Sam nhảy qua đi, Phong hứa không tôi không bấm nút đâu. Unte. Nanti moto kau macam unte. Phong hứa không. Tôi không nghĩ có một con người như ông luôn á, tại sao ông có thể. No 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 no. Tôi bấm nút tiếp nè. Ngon chạy qua đi, chạy qua đi, chạy qua đi. Chạy qua đi Sam. Chạy qua nút đi gì ta? Nó còn dài lắm luôn á. Ủa gì? Ủa cái nút nhiều vậy tao lao vậy nội. Tôi hết bấm mà được không? Đó, vậy chết. Ủa tôi hết bấm mà được không?
Đó, giờ chết. Ủa, nó vẫn chết. Tại vì đằng sau lưng của bà có quả TNT, tôi bấm nút thì bà vẫn bị nổ thôi, bà ơi. Ui, chạy đâu. Không chạy nhanh bằng tôi đâu. Qua đây. À, vậy là ba đổ xuống đầu chắc luôn, tôi thề với ông luôn á. Thì bà phải chạy nhanh qua, bà phải hát hát nhanh qua mới được, không? Ừ. Rồi, la ba nè. La ba nè, Sam ơi. Trời ơi, tôi đoán có đúng rồi, mọi người thấy quá chuẩn luôn á, không ai chuẩn bằng Sam mọi trời người. Trời ơi, quá dễ luôn bạn ơi, từ nãy giờ Sammy chết hơi bị nhiều luôn rồi các bạn. Ờ, ông làm như ông dễ quá, anh này bằng cái này chụp cái map luôn á. Tí nữa tôi thắng cho bà coi. Ồ, chắc vậy. Từ. Rồi, qua đi, nhanh không thôi, cái này nó hiện lên lại, nó có nút lại, tôi bấm đó nha. Nhanh lên không bạn ơi. Không có thấy đường, nó bị che này, tôi bị cận, mà sao tôi thấy được đường không nổi. Chuẩn bị có nút nè, tôi chuẩn bị bấm nút nha. Không có thấy, tao tắm. Sao ra ta. Nhanh lên. Hờ, tôi có đợi đứng đây, tôi đợi ông. Để gì nữa, nó có nút rồi nè, thôi cho bà qua nó thương bà từ nãy giờ. Bà cũng bị đi. Bà bị gọi là thua mấy chục lần rồi, thôi tôi thương bà quá, tôi cho bà qua luôn đó, qua trời đi. Trời ơi, mấy chục lần gì, 100 lần ông nào, tôi đếm rồi, 101 cũng cho đốm luôn á Phong. Ui trời ơi. Nhanh lên ta. Rồi cái đường qua không qua được đâu mà đòi qua. Từ. Kiếm đường đây. Từ. Thường thường là đường bên phải là đường em nên đi, đúng không? Rồi xong lạc luôn. Ê, chỉ đường giúp được không? Không thấy đường. Tôi ở bên đây sao tôi biết đường nào bà nội? Thôi, bên này nè, đi thử bên này coi. À, đây, đúng rồi, đây. Trời ơi, chỉ cái qua luôn nè. Trời ơi, khổ nhanh. Ghê á trời. Thôi qua đi. Ông đây, không phải, đây. Đây. Bà ông đi, tôi bấm nút nè, tôi bấm nút luôn cho bà coi nè. Bấm nút rồi đó. Qua đây, nhanh lên. Ông lại, rồi, tôi đang tìm được. Rồi. Để cho tôi tìm chắc được được mấy ông lại đúng không? Tìm được đường luôn á. Tại tôi mà thấy ánh sáng rồi, ánh sáng của hy vọng á. Mà nước mà có cái đường bé tí tẹo nhưng mà mãi không kiếm được đường qua là sao? À, đây. Ok, xong đi qua đi. Chạy đâu hát sao ơi, chạy đâu vô hát sao ơi. Chạy đâu hát sao ơi, chạy đâu vô hát sao ơi. Chạy đi đâu cho thoát hả Sam ơi. Rồi xong quay về chỗ cũ. Ủa trời ơi. Dạ, nó không có đẹp luôn. Ok, chạy đi, chạy ngay đi. Trước khi Phong bấm nút nha Sam, chạy ngay đi. Không có nhát đường, ông thương người bị mù đường đi chứ. Rồi xong rồi lại không thấy đường á, mệt ghê. Không tìm thấy cái đường là không thể nào tìm thấy cái đường. À đây. Khổ bà quá, tí nữa tôi vừa có 1 phút 30 giây cho bà coi. Chắc dại. Đó, vậy nha. Hình in của tờ headlock form rộng, thời trang thoáng mát, có tới 4 màu, xanh, trắng, đen, hồng, cực dễ phối đồ. Chất liệu cotton cao cấp, dễ dàng hoạt động cho cả ngày thoải mái. Áo Herotin V4, món đồ không thể thiếu trong mùa hè này. Nhanh tay đặt hàng nào các bạn ơi. Rồi ok bạn ơi, thì như cái trận vừa rồi á, thì chắc bạn cũng biết rằng là Sammy đã bị té rất nhiều lần luôn. Nhưng mà bởi vì Sammy là con gái cho nên mình quyết định mình sẽ nhường Sammy. Mình sẽ gọi là không tính những cái đoạn bị té, mình chỉ tính là 10 lần té thôi nha bạn nha. Tại vì mình cá chắc là Sammy chắc cũng phải té hơn chục lần các bạn, chứ phải hai mấy lần luôn á. Nhưng mà thôi, bởi vì là Sammy là con gái hiểu không? Cho nên á là mình nhường Sam, mình cho Sam tính là còn 10 lần té thôi nha bạn nha. Chứ thôi ngồi đếm chắc chết tôi luôn trời đó. Các bạn hãy thử đếm coi từ nãy giờ Sammy bị té bao nhiêu lần nha bạn nha. Ok, rồi bây giờ đến lượt Phong nè. Thôi, bây giờ lượt Phong nè. Rồi sao qua kia. Rồi, sẵn sàng để quay ông té trên dưới 10 lần không? Rồi ok bạn, trời ơi. Tôi là tôi nhường bạn đó nha, chứ không phải đừng có nói là tôi người lớn ăn hiếp con nít nha. Rồi. Ôi, trời ơi, quên thôi bạn ơi. Chỉ là hơi vô tình thôi. Ừ, làm gì vậy? Ok. Chờ. Không được không? Qua được không? Qua hết luôn. Trời ơi, tức quá. Ủa, mình qua được mấy lần rồi ta? Mình qua được hết đúng không? Gần hết đúng không? Nãy rồi, đây, chết một lần nè. Chết được một lần rồi nè. Hai lần. Hey. Hey. Eo. Hey. Ghê luôn á. Hey. Ui. Rồi, ok. Tôi té có 2 lần nha, sao nha. Tức ghê. Sao mỗi chừng mới 2 lần? Ủa, cái này là gì ta? Này à? Này như lava. Lava. Ê. Ôi. Không chết. Nước.
không trời. Xong tôi rồi. Ba lần. Tôi qua đây ba lần hả chứ nhiều. Ba lần hả chứ nhiều. Ủa cái thưa bắt cái. Ba lần hả chứ nhiều. Có ba lần hả chứ nhiều. Sao ơi ba lần. Ê. 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 No. Bốn lần. Chạy nhanh ghê luôn. Mới có bốn lần hả chứ nhiều. Mới có bốn lần hả chứ nhiều. Sao mười lần lận mà không cần quên rồi. Gì nhanh vậy? Em sao không này nhanh vậy mọi người? Tại sao mi nướp các bạn thấy không? Cái thời nãy chẳng qua mình xui, mình bị trượt chân mình té hả bạn ơi. Không thôi là mình chỉ 3 lần thôi là mình vượt pháp vậy bạn ạ. Okay. Đây tôi chắc cho ông thì nó qua được cái màn này. Ok bạn, cái bạn để xem. Nói chung là mình chỉ mới có 4 lần thôi, mình vẫn hơn bạn 6 lần lận bạn ơi. Trời ơi luôn á trời. Qua nha. Qua tiếp nha. Ê. Này đâu vậy? À đây à, tôi tách ông qua được đi. Qua nè. Nè, trời trời ông biết lava là mùi gì nào. Úi gì vậy? Ôi sao chị qua chứ? Trời. Ờ, bánh chạy ngược lại giờ. Ai kỳ à? Làm gì sao? Tôi làm gì sao? Nè Sam ơi, Sam bấm nút này nữa sao? Ê! Rồi mình chỉ á Sam chi xong mình bị kẹt rồi. Nó năm lần mới có 5 lần ơi chứ nhiều. Trở lại luôn nè. Ủa lên tôi biết nha. Tôi win đây, tôi win đây, tạm biệt Sam, tôi win đây. À đây đây cho chết cho no, đấy. No 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 thoát được. Yeah thoát được rồi. Thoát được rồi. Yeah. Gì mà kỳ đó. Sao mày nước quá. Được lại mày nước quá Sam ơi. Sao mày nước quá Sam ơi. Sao tôi tức vậy ta. Ôi đâu. Mày quá. Ôi trời còn một tim. Ôi trời ơi. Qua phải thể dục qua được. Tôi sẽ đổ tôi canh tôi bấm. Ơi. Ê bên đây sao? Ủa gì vậy? Quá luôn nè. Tôi bị đau. Không ai vậy? Quyên Giang hay sao mọi người? Ông chơi Giang hay sao ấy? Ông chơi hát không ngon. Tôi chơi mà tôi đè luôn lên bờ suốt luôn 20 lần ông chạy có cái vèo không à. Ok bạn ơi, vậy là chỉ với 5 lần thôi. Phong đã có thể vượt qua chỉ với 5 lần thôi nha bạn ơi. Với 5 lần thôi. Sam đi đến 10 lần lận. Trời ơi. Trời ơi, tỉnh ra tôi còn được chăm trước 10 lần. Không biết tôi lần chục lần cái Phong. Ok, bây giờ Sam muốn sao? Giờ Sam muốn chơi thêm trận nữa không? Chứ không thôi là Sam thua nha. Còn trận nào gì vậy? Tí ra tôi chơi đi. Cái nào tôi lấy lại danh dự tôi đi. Rồi, chơi danh dự tôi. Bây giờ nè âm luôn á. Để cho tránh trường hợp mấy bạn sẽ nói Phong là ôi anh là con trai mà ăn hiếp con gái. Thì bây giờ Phong sẽ xóa hết tất cả những trận vừa rồi luôn. Bây giờ cho một trận quyết định luôn. Nếu trận này Sam thắng thì Phong thua. Còn nếu như mà Sam thua thì Phong thắng. Được chưa? Ok, nghe này được nè. Ok, tôi như vậy là tôi đã map gọi nào là dễ dễ nha. Map nào mà tôi chơi được mà không chơi được kia cái map đó cho tôi nha. Map sao này. Được, ok, rồi bây giờ là hay là giờ như thế này đi cho dễ. Nếu như mà Sammy làm cho Phong té 10 lần thì coi như Phong thua. Còn nếu mà Phong té dưới 10 lần là Phong thắng, chịu không? Giúp Phong té dưới 10 lần là làm sao ta? Tôi hiểu rồi đó. Có nghĩa là Sam bên đội này, Phong bên đội này. Rồi, ok. Ok. Rồi, ok bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận sa mạc nha. Ôi. Thôi từ nãy giờ bạn thấy không, mình nhường Sammy quá trời luôn, mình xóa hết mấy cái trận đầu kia luôn rồi đó. Bây giờ mà Sam mà giết Phong được 10 lần thì coi như Phong thua. Hi. Ủa gì vậy? Ủa sao? Ê! Tao! Ui mày quá nhanh quá mọi người. Mình bị hụt chân, mấy bạn ơi, mình bị hụt chân. No. Tôi đứng đây tôi canh. Ba nó tôi mà chạy được. Ơ cái gì? Bậy à? Ồ. Nó có bảy. Hai lần. Ok, rồi mới có 2 lần thôi chứ nhiều. Ấy. Ủa gì vậy? Ấy. Trời ơi. Ủa sao okay. Ông chơi vô phòng ông bị luôn hả? Ba lần. La, Uso Yukota. Trời ơi, ta nói 4 lần. Ôi trời ơi, rồi bị rớt này rồi, giờ sao đây? Tức ghê luôn.
Không nhớ, hình như là 3 lần hay sao, 3 lần té Phong đã vượt qua được rồi. Và Sammy dở ẹt. Trời ơi, rõ ràng là tôi tặng cho ông và Long chơi game, ông chơi speed đúng không? Thôi tại bà nước thì có. Ok bạn ơi, vậy là mình đã trả thù được rồi. Sammy là người thua và Sammy sẽ là người bị úp bánh kem vào trong mặt. Không chịu đâu, tôi muốn úp ông cả. Ok bạn ơi, ở đây mình có nguyên một cái dĩa kem luôn nha bạn nha. Đó, thì bây giờ người nào thua thì người đó sẽ bị úp nguyên cái dĩa kem này vào mặt. Cơ hội trả thù của mình đến rồi bạn ơi. Tôi gái rồi, tôi hôm nay cũng tóc xinh, không phải tóc tốt mà. Tôi không cần biết, Sammy thua là Sammy phải chịu đúng không bạn? Năm trước cũng vậy, mình thua mình bị úp bánh kem vào mặt rồi. Bây giờ đến lượt Sammy phải chịu. Phải trả thù. Nhưng mà bây giờ cái này là thử thách đúng không các bạn? Thử thách thì đã nói là thử thách là chắc chắn là phải thực hiện rồi. Bây giờ ít nhất phải có một trong hai người bị úp nữa không? Ông đi. Không, bà thua. Sammy thua các bạn ạ. Sợ gì, bánh kem thôi mà, gì đâu. Thôi ập vào mặt xong đi tắm đồ mà lá. Không biết, thua rồi. Tôi bị dẹp bánh kem. Không có dẹp bánh kem ăn nổi. Xạo, cái xạo không có ai bị dị ứng bánh kem hết bạn, sự xạo. Bây giờ nha, mình đã nói rồi, cái này là thử thách. À mà quên hả, cái này là thử thách của bọn mình làm thôi. Mấy bạn ở nhà đừng bắt chước nha bạn nha, đừng bắt chước nha. Bánh kem là để ăn nha bạn nha, đừng bắt chước nha. Cái này là bọn mình đang thực hiện thử thách nha, ok. Đây, thôi không nói nhiều nữa, Sammy à. Thường sao lắm chứ không sao đâu, sao à. Úp một lần rồi thôi, ok. Thôi. Nhắm mắt lại. Bắt nạt gì, bắt nạt thua rồi, chịu thử chịu chứ sao. Nhắm mắt. Thiệt đúng rồi, chơi thua không chịu chấp nhận các bạn. Nhắm mắt lại. Bỏ tay xuống. Lỡ úp mặt tôi ra. Ủa thì cái này phải úp mặt chứ hay là úp đầu nha. Ok, vậy thôi, tôi ập vô mặt vậy đó, ok. Nhắm mắt lại. Ok bạn ơi, bánh kem nó chảy. Rồi ok. Mình được trả thù rồi. Tôi để xuống này được không? Không, nhắm mắt lại, bỏ tay xuống. Ok, chuẩn bị nha bạn nha. Đếm nha. 1, 2. Sao mình thấy mình cũng thương các bạn, mình không nỡ úp luôn các bạn. 1, 2, 3. Ủa trời ơi. Years later. À, ngày ơi, khổ tôi quá mà mấy bạn. Ủa sao có mặt ông vậy? Sao mặt tôi? Chứ bây giờ Sammy khóc vậy sao tôi nở úp vô mặt Sammy được? Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Nhưng mà cái này là thử thách, mấy bạn fan yêu cầu cho nên là mình phải làm, các bạn hiểu không, đúng không? Cái này là thử thách mà, nhưng mà mình không có nở úp bánh kem vô mặt Sammy các bạn ạ. Cho nên là mình phải úp vô mặt mình, không thôi là mình sẽ không thực hiện được thử thách, các bạn hiểu không? À, nhưng mà bánh kem ngon quá. Ăn ngon. Không, nhưng mà cái này là bọn mình đang thực hiện thử thách cho nên các bạn nhớ là không được bắt chước nha. Bánh kem là để ăn thôi, để voi chát chát đi nha các bạn nha. Đây là bọn mình đang thực hiện thử thách thôi, nhưng mà
Rồi bánh kem ngon thiệt mà. Đây là tính ra từ năm trước năm nay cũng bị ấp luôn á. Ừ, năm trước tôi bị ấp và năm nay tôi cũng bị ấp mấy bạn ơi. Tôi ấp xong cái tóc tôi nó bù xù luôn rồi. Ok, thôi coi như là bọn mình đã thực hiện xong thử thách của mấy bạn. Và bọn mình mặc dù là mình là người thắng nhưng mà mình vẫn phải bị ấp bánh kem vào mặt. Bởi vì là mình thấy Sammy tội nghiệp á, mình không nỡ bạn ạ. Ok, rồi vậy nha. Ok chưa, đúng không? Trời ơi, thấy không? Cái này là nỗi khổ của những người có bạn gái đó bạn ạ. Ok, thôi, coi như kết thúc video tại đây đi. Tôi đi ăn bánh kem tiếp đây. Cảm biệt. Bye bye.